Cô, cháu thấy có cái cây lá xanh nhưng ở cái lá non ở giữa với cả hoa của nó màu tím là cây gì nhỉ cô nhỉ? Đây ạ. Rau muối sao lại màu tím hả cô? À, vâng. Thế này thì có gây giống được không nhỉ cô nhỉ? Vâng.